Kính thưa quý vị khán giả, đánh bạc online nhưng việc đòi nợ lại diễn ra ngoài đời thực do các đối tượng hoạt động theo kiểu xã hội đen thực hiện. Chính vì vậy, người thua bạc không chỉ chịu những thiệt hại về mặt kinh tế mà sự an toàn của bản thân, gia đình họ và tình hình an ninh trật tự tại khu vực mà họ sinh sống cũng bị ảnh hưởng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra tại tỉnh Ninh Thuận trong các năm 2020-2021 với số lượng bị can lên tới 32 người trong một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô hơn 500 tỷ đồng. Chương trình hồ sơ vụ án kỳ này, kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, nên các hình thức sóc đĩa đá gà tồn tại nhức nhối bấy lâu bị hạn chế, không thể hoạt động. Dù các hoạt động đánh bạc cá cược tập trung đông người giảm, nhưng lại có nhiều nạn nhân bị đòi nợ theo kiểu xã hội đen, chủ động đến cơ quan công an, cầu cứu xin được hướng dẫn về pháp luật. Hầu hết các bị hại là những người thua bạc online. Họ bị các tay anh chị đòi nợ thuê, uy hiếp, đe dọa, tấn công. Số lượng các vị hệ ngày càng nhiều, đặc biệt là lập vào thời điểm diễn ra các giải bóng đá lớn trên thế giới. Qua xác minh, các trinh sát nắm được những hoạt động đánh bạc online thông thường sẽ nạp tiền để đổi ra xu. Riêng việc đánh bạc kiểu cá cược bóng đá này lại theo kiểu tín chấp, nghĩa là người chơi sẽ được chơi trước rồi thanh toán trả tiền sau. Nếu thua khoản lớn, có thể thanh toán ngay tùy vào thỏa thuận. Nhiều con bạc khát nước mê muội dẫn tới bị cháy tài khoản, thua nhiều team, không có khả năng trả nợ. Đối tượng cấp trên trong đường dây đánh bạc thường lên những kẻ có tiền án tiền sự, hoạt động theo kiểu băng nhóm, sẽ tiến hành đòi nợ bằng cách xiết nhà, hành hung. Tiếp xúc với một số cái đối tượng mà có tham gia cái hoạt động mà đánh bạc, quá trình mà tiếp xúc mình đã thu thập được những cái thông tin cần thiết ấy, thì là mình tiến hành là các hoạt động là trinh sát về công nghệ cao. Và sau khi mà mình có được những cái thông tin đấy và phân tích những cái dữ liệu từ cái thông tin về cái dữ liệu trên mạng của mình thu thập được ấy, đã hoàn thành thì mình đã tiến hành mình báo cáo cho lãnh đạo để xác thực về cái nguồn thông tin đó là đúng. Các bị hại cung cấp thông tin họ bị lôi kéo tham gia cá cược trên trang www.bongda88.com. Khi tham gia, mỗi người chơi được cấp mã tài khoản và họ không hề biết tài khoản cấp trên của mình do ai sở hữu. Mình thu thập những cái thông tin cần thiết từ những cái đối tượng đấy, như là về thông tin về thứ nhất là về cái đầu trang của các đối tượng tham gia chơi là gì, và đối tượng là phải là lấy từ những ai, tức là cái cấp trên của các đối tượng là ai. Trong vòng 6 tháng, cơ quan điều tra đã phải tiến hành xác minh 15 tài khoản Master, 55 tài khoản Agent, 500 tài khoản người chơi. Đây là một khối lượng công việc rất lớn được các trinh sát phân tích kỹ lưỡng tỉ mỉ. Cuối cùng các trinh sát cũng phát hiện ra hai mã số và ký hiệu RQS6 và K4Q chính là hai tài khoản Supermaster, là hai tài khoản đứng đầu hai dân chơi, thường gọi là tổng tài. Những ai là kẻ đứng sau hai mã số bí ẩn này? Đó là câu hỏi mà cơ quan điều tra bắt buộc phải giải được để phá án. Trước đó qua hoạt động trinh sát trên địa bàn, lực lượng công an chú ý đến một cái tên, đó là Nguyễn Hoàng Gia Bảo. Bảo thường có tên gọi là Bo, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại thôn Hạnh Chí 1, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Nhưng hiện đã chuyển về sinh sống tại đường Hoàng Diệu, khu phố 2, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước.
Trước đây, Nguyễn Hoàng Giao từng có thời gian làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng gần đây đối tượng này đã chuyển thành về quê sinh sống. Hai vợ chồng Bảo tuy không có công việc ổn định, nhưng thường xuyên đi xe ô tô, mua bán đất đai và sử dụng những thiết bị công nghệ đắt tiền. Đặc biệt trong thời điểm Covid kéo dài, nhiều người gặp khó khăn về kinh tế. Riêng vợ chồng Bảo vẫn chi tiêu rất thoải mái. Ngoài ra, các trinh sát cũng phát hiện Bảo có mối quan hệ khá phức tạp. Từ Ninh Sơn đến Bình Phước, thường giao du với các đối tượng hình sự từ cờ bạc cá độ trên địa bàn. Chính vì vậy, mặc dù chưa có nhiều tiền án tiền sự, nhưng Nguyễn Hoàng Gia Bảo đã bị công an đưa vào diện quản lý. Trinh sát đặt nhiều hỏi là tại sao lại là khi mình là người làm ăn kinh tế bình thường, tại sao lại chơi với những đối tượng này? Thì lúc đó mình mới tập trung xác minh sâu về đối tượng nhiều hơn. Sau quá trình phân tích kết hợp với nguồn thông tin khác nhau này, lực lượng công an xác định Nguyễn Hoàng Gia Bảo có dấu hiệu tổ chức đường dây đánh bạc và đánh bạc qua mạng. Bảo nắm tài khoản chủ của đường dây đánh bạc bằng hình thức cá cược trực tuyến trên mạng Internet, quy mô lớn khép kín. Giữ vai trò chân rết cho Bảo là các đối tượng hình sự trên địa bàn tỉnh. Các đối tượng này liên kết với nhau tổ chức hoạt động liên huyện, thành phố. Nguyễn Hoàng Gia Bảo có phải là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến, có hành vi đòi nợ kiểu xã hội đen như các bị hại đã tố cáo hay không? Để trả lời câu hỏi này, một tổ trinh sát vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thành nhập vào đường dây đánh bạc trên mạng. Trong khi đó, một tổ trinh sát khác bám sát đối tượng ngoài đời. Quá trình theo dõi Nguyễn Hoàng Gia Bảo và các mối quan hệ của hắn, lực lượng trinh sát chú ý đến một cái tên, đó là Võ Thanh Thuận. Võ Thanh Thuận hay còn gọi là Tèo Dâu, sinh năm 1991. Thuận, quê gốc ở Khánh Hòa, đã chuyển tới sinh sống tại khu phố 3, phường Phủ Hà, thành phố Phan Giang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Đối tượng này từng có tiền án tiền sự về hành vi cướp tài sản đánh bạc. Võ Thanh Thuận là Tèo Dâu này là đối tượng hình sự là cũng có cộng cán là ở địa phương, cũng được nhiều các anh chị mà gạn như là bao che, nên đối tượng mới tồn tại trong một thời gian. Chứ đất ở Khánh Hòa không sinh sống mà lại vô trong đây là sinh sống, nên là Võ Thanh Thuận này cũng có nhiều mối chốt và mối quan hệ rộng ở ngoài xã hội. Thì đối tượng thường xuyên là tiếp xúc gặp gỡ, tìm các đối tượng là tham gia đánh bạc hoặc là tìm người để đánh bạc đó. Và đối tượng trực tiếp là quan hệ và giao trang, giao những tài khoản cắt cược. Sau đó hoặc là chung tiền bạc hay là cắt trang nữa, cũng là do đối tượng Tèo Rau này trực tiếp là làm. Ban chuyên án đã xây dựng kế hoạch đấu tranh chuyên án rất chi tiết, cụ thể, dựng lên được một bức tranh toàn cảnh về cái đường dây hoạt động cá độ bóng đá này. Với các cái đối tượng cầm đầu là sử dụng cái tài khoản Supermaster, sau đó thì chia ra cái tài khoản Master và cho các đối tượng trong cái đường dây này thì tổ chức hoạt động và lôi kéo các cái con bạc ở các cái địa bàn trên địa bàn toàn tỉnh. Việc chung chi tiền giữa các cái đối tượng tài khoản cầm đầu với các cái tài khoản master cấp dưới thì có thể là thực hiện ngay sau khi mà ngày hôm sau, hoặc là chung chi theo tuần vào thứ hai hàng tuần thì các đối tượng có thể là hẹn gặp nhau hoặc là chuyển qua các tài khoản ngân hàng. Ngoài Võ Thanh Thuận là đối tượng giúp sức, trong đường dây còn có hai đối tượng nữa giúp sức các trang tài khoản và trực tiếp tổ chức đánh bạc cho Bảo, gồm có Nguyễn Sơn Hà hay còn gọi là Ô Xin, sinh năm 1985, trú tại khu phố 9, phường Mỹ Đông, thành phố Phan Giang, Tháp Chàm, Ninh Thuận. Phạm Phú Việt, tức là Việt Sức, sinh năm 1990, trú tại khu phố 4, phường Mỹ Đông, thành phố Phan Giang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Quy trình đấu tranh chuyên án,
ban chuyên án đã xác định thêm được 5 đối tượng nữa có liên quan trong đường dây, trực tiếp quản lý các tài khoản master. Các đối tượng này đều sinh sống trên địa bàn huyện Ninh Sơn và thành phố Phan Giang, Tháp Chàm. Như vậy, thông qua các biện pháp trinh sát, truyền thống, kết hợp với áp dụng biện pháp công nghệ, ban chuyên án đã xác định Nguyễn Hoàng Gia Bảo chính là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc trên trang bóng88.com. Lần lượt danh tính thực sự của những kẻ đứng sau các mã số bí ẩn của đường dây này đã lộ diện. Bức tranh toàn cảnh về đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng do Nguyễn Hoàng Gia Bảo cầm đầu được dựng lên như sau. Bảo tổ chức cá cược trên trang bóng88.com thông qua hai tài khoản Supermaster gồm mã ký hiệu RQF6 và K4Q. Tài khoản RQF6 trực tiếp quản lý 10 tài khoản Master, tức là tài khoản cấp 1. 56 tài khoản Agent, còn gọi là tài khoản cấp 2, và 457 tài khoản Member, tức là tài khoản cấp 3. Tài khoản ký hiệu K4Q quản lý 4 tài khoản Master cấp 1, 11 tài khoản Agent cấp 2 và 51 tài khoản Member cấp 3. Sau khi có tài khoản và mật khẩu đăng nhập, các con bạc sử dụng thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính để đăng nhập vào trang web bóng88.com. Giao diện trang web sẽ hiện các trận đấu đang diễn ra, tên đội bóng, giải đấu, hình thức cược, tỷ lệ cược. Ngoài ra bóng88 còn có một số hình thức đánh bạc khác như sóc đĩa, quay trúng thưởng, Keno. Người chơi muốn tham gia trận nào chỉ cần lựa chọn trận đó và đặt cược số điểm. Người chơi sóc đĩa sẽ quay trúng thưởng, lựa chọn hình thức và đặt cược số điểm. Sau khi mà kết thúc trận đấu hay lượt quay, lượt sóc đĩa, máy chủ sẽ tự tính ra số điểm thắng thua tương ứng với lựa chọn của người chơi. Căn cứ vào kết quả đặt cược từng ngày, hệ thống máy chủ sẽ ghi nhận lại. Khi bảo hoặc những người đánh bạc muốn kiểm tra việc cá độ của các tài khoản, chỉ cần đăng nhập mở thống kê theo số ngày máy chủ tại thông báo số lượng trận, số điểm thắng thua. Căn cứ bảng thống kê kết quả cá cược của một tuần đánh bạc được lưu trong tài khoản. Và thứ hai hàng tuần, các con bạc sẽ thanh toán tiền thua bằng hình thức trả trực tiếp hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Các đối tượng cá độ bóng đá qua mạng Internet thường truy cập vào các cái tài khoản, các cái trang mạng với các độ mật bảo mật cao mà thường xuyên thay đổi mật khẩu. Cái thứ hai nữa là về cái công tác phối hợp đối với các cái nhà mạng cũng như các cái về công ty viễn thông, về nó cũng còn nhiều hạn chế, nên là việc về cái kéo dài thời gian cũng như việc xác minh các cái thông tin liên quan nên ảnh hưởng trong cái tiến độ đấu tranh chuyên án. Cái thứ ba nữa là đối với các cái đối tượng trong cái đường dây cá độ bóng đá qua mạng thì có quan hệ xã hội rất là rộng, thành phần các cái đối tượng tham gia đánh bạc thì cũng rất là nhiều thành phần trong xã hội. Mình phải phân tích để mình nắm xem là cái quy luật hoạt động của các đối tượng này thế nào, tức là nó phải dậy giờ nào, nó vào giờ nào và nó thường đấy. Sau đó thì mình phải xác định cái khoảng thời gian để mình tiến hành là mình gọi là lúc mà nó nghỉ ấy, thì mình phải thức, và thường ấy sẽ phải thức từ khoảng 1 giờ đến khoảng 5 đến 6 giờ sáng. Các đối tượng trong đường dây này rất cảnh giác. Chúng luôn có bộ phận để kiểm tra ai vào tài khoản ở đâu, như thế nào. Khi cảm thấy không an toàn, chúng sẽ tìm cách thay đổi thông tin đăng nhập. Yêu cầu đặt ra là phải bí mật tuyệt đối, bởi nếu thấy đâu các đối tượng có thể đóng tài khoản thì sẽ không thể điều tra. Để tránh sự phát hiện, chúng thường sử dụng mạng Internet 3G, 4G từ các SIM điện thoại rác. Đối với đường dây này, sau khi thu thập đủ thông tin nhận được, các đối tượng có dấu hiệu muốn thoát khỏi tài khoản tổng để chuyển sang tài khoản khác hoạt động. Ban chuyên án xác định đây là thời điểm quan trọng để thực hiện bước đột phá. Nếu chậm trễ, việc chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng phạm tội sẽ trở nên khó khăn hơn.
Hai đối tượng này quản lý hai tài khoản tổng số điểm giao dịch dùng để cá cược trong ngày đã lên tới hàng triệu điểm. Ước tính là một điểm là 50.000 là lên tới vài trăm tỷ đồng. Có nguồn tin xác định rằng Bảo sẽ dừng hoạt động về hai đầu tài khoản K4Q và RQS6 và sẽ chuyển qua một cái tài khoản khác. Từ đó là ban lãnh đạo ban chuyên án xác định là phải bắt hai đối tượng này trước, bắt khám xét hai đối tượng này trước để hai đối tượng này không có sẽ đối phó và xóa bỏ các dữ liệu. Qua một tháng thực hiện các biện pháp trinh sát, ban chuyên án đã tập trung toàn bộ lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, xác minh làm rõ về sơ đồ nhà, mối quan hệ, quy luật hoạt động, số điện thoại, phương tiện, vai trò của từng đối tượng trong đường dây. Các dữ liệu tài khoản cá cược cũng đã được phân đánh giá, xác định chủ yếu tố cấu thành tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ban chuyên án đã tiến hành họp đánh giá, xét thấy đủ căn cứ điều kiện để phá án. Để bắt Nguyễn Hoàng Gia Bảo và Võ Thanh Thuận, ban chuyên án phân công 10 tổ công tác với khoảng 70 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ công an các huyện thành phố giám sát nắm kỹ diễn biến di chuyển của các đối tượng cả ngày lẫn đêm. Ngày 24 tháng 11 năm 2021, biết Nguyễn Hoàng Gia Bảo thường ít khi ra khỏi nhà. Chính vì vậy, lực lượng trinh sát chờ đúng lúc vợ Bảo mở cửa đã ập vào bắt giữ khiến đối tượng không có thời gian ứng phó. Quá trình thu thập tài liệu, đối tượng cúi đầu nhận tội, cung cấp tài khoản bị cơ quan công an đăng nhập, thu thập tài liệu. Đồng thời dưới tổ công tác bắt Đinh Hoàng Gia Bảo. Mỗi trinh sát được phân công bắt Võ Thanh Thuận đã có mặt ở xã Mỹ Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, nơi Thuận đang trú ngụ. Lực lượng này phối hợp với công an địa phương yêu cầu Thuận lên khai báo y tế. Nhưng dường như có sự đề phòng, đối tượng không chấp hành. Ban chuyên án bố trí lực lượng chọn phương án bắt tại nhà. Sau khi được lệnh là đồng bộ triệt phá chuyên án thì là các tổ đều bắt vào phải trực tiếp là sẽ bắt đối tượng đó và thu giữ các điện thoại cũng như các dụng cụ mà các đối tượng và Thanh Thuận dùng để tổ chức đánh bạc. Sau khi tiến hành khám xét như Nguyễn Hoàng Gia Bảo, Võ Thanh Thuận, ban chuyên án đồng loạt khám xét chỗ ở của các đối tượng còn lại. Từ lời khai của 32 bị can trong vụ án và những vật chứng thu được, cơ quan điều tra đã kết luận vào tháng 5 năm 2021, do không có việc làm nên Nguyễn Hoàng Gia Bảo, sinh năm 1986, trú tại khu phố 2, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh, tỉnh Ninh Thuận đã liên hệ với một người tên Hùng không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể. Ở tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đại lý tài khoản cá độ qua mạng Internet được Hùng cấp cho tài khoản tổng là RQF6 Supermaster cùng mật khẩu đăng nhập trên trang web bóng88.com. và quy ước đô, tức là điểm, là 7.000 đồng một điểm. Tính toán tiền thắng thua vào thứ hai hàng tuần và chuyển tiền vào tài khoản cho nhau. Sau khi có thể khoản đó, Bảo đã đăng nhập và tạo ra 10 tài khoản Master cấp 1 để tổ chức đánh bạc cho các người chơi. Đến khoảng tháng 8 năm 2021, Bảo tiếp tục lấy thêm một tài khoản tổng từ Hùng K4Q cũng với giá đô điểm là 7.000 đồng một điểm. Rồi Bảo trực tiếp tạo ra 4 tài khoản cấp dưới, sau đó đưa cho người chơi.
Những người này lại tiếp tục tăng giá thành 10.000 đồng một điểm, 20.000 đồng một điểm, 35.000 đồng một điểm, thậm chí 50.000 đồng một điểm. Theo dữ liệu trong tài khoản RQF6, cơ quan điều tra đã đăng nhập và xuất được tính từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến ngày 24 tháng 11 năm 2021. Tổng số điểm giao dịch cá cược là 7.898.049 điểm. Tài khoản K4Q với tổng số điểm là 1.710.670 điểm. Nếu tính giá trị quy đổi 1 điểm là 50.000 đồng thì đường dây có quy mô 500 tỷ đồng. Quá trình điều tra thì có nhiều đối tượng tham gia, như thế thì điều tra viên phải giải quyết được cái câu hỏi đó là tài khoản này do đối tượng nào quản lý bao nhiêu tài khoản và có phải do đối tượng này quản lý hay không, để đảm bảo rằng là xử lý đúng người, đúng tội. Trong tài khoản cá độ này các cái đối tượng đã thực hiện bao nhiêu lượt cá độ và cái số lượt cá độ đủ cái định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự, và những cái số đối tượng tham gia với cái vai trò tổ chức hay là vai trò đánh bạc. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được ngày 26 tháng 11 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ trên mạng internet xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Các cơ quan tố tụng cũng đã làm rõ và phân hóa vai trò trách nhiệm của từng đối tượng trong vụ án. Khung hình phạt các đối tượng này là gồm có, như mà nói nãy, là đầu tiên là nguyên quản gia bảo là hai tội danh, tức là tội danh là tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo điều 321 và điều 322, tức là đều là rơi vào khoảng 2. Khoảng 2 là đánh trên mạng internet, đánh nhiều lần với số lượng lớn, cho nên là 4 đối tượng là hai tội danh, hai mấy đối tượng còn lại là một tội danh, tức là vụ đánh bạc thôi. Quá trình đấu tranh thành công chuyên án thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an tỉnh Ninh Thuận đối với tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh, thể hiện tinh thần quyết tâm vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo công an tỉnh, những cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị khác của công an tỉnh Ninh Thuận. Có thể nói đây là một trong số đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong thời gian qua, với số lượng lên đến 32 đối tượng bị xử lý hình sự và hàng chục người bị xử phạt hành chính. Các đối tượng trong đường dây này dụ dỗ người chơi với hình thức tín chấp, khiến các con bạc dễ dàng bị lôi kéo. Sau đó nếu không thanh toán được sẽ bị đòi nợ theo kiểu xã hội đen, đã làm phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Do vậy, việc khám phá thành công chuyên án này là một việc làm rất ý nghĩa đối với người dân và tình hình an ninh trật tự ở nơi đây. Kính thưa quý vị khán giả, lợi dụng tình hình dịch bệnh để đẩy mạnh hoạt động đánh bạc qua mạng và cho con bạc chơi trước trả tiền sau là những mánh khóe cho thấy các đối tượng tổ chức đánh bạc đã không từ mọi thủ đoạn để lôi kéo người chơi và coi họ là một nguồn thu lợi vô tận. Còn các đối tượng cầm đầu thì luôn có những thủ đoạn để nắm chắc phần thắng. Chính vì vậy, người chơi thực chất chỉ là những con mồi trong tay chúng. Đứng đằng sau những đường dây này không chỉ có tội phạm công nghệ ẩn mình mà còn có các đối tượng xã hội phức tạp. Do vậy, đây là một loại hình tội phạm vô cùng phức tạp và không dễ để xử lý. Chuyên án 1021Y khép lại thành công đã khẳng định sự tinh nhuệ của các lực lượng tham gia phá án. Đến đây, chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình hồ sơ vụ án kỳ này. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.